Bấm hết đây luôn đi. Ráp bằng máy tự động luôn nha các bạn. Lên nay mình mới mời một chuyên gia này ở bên Thái Lan mới về nha. Đéo à. Đây là công đoạn đầu tiên để ráp chuồng để nuôi chim nha. Quay trực tiếp bắn vô luôn ấy, còn nhiều bắn luôn ấy. Trại bồ câu 5.000 cặp chim bồ câu. Lắp ráp bằng máy tự động hết nha. Để lên bắn luôn. Trại bồ câu 5.000 cặp. Ráp bằng máy tự động. Ráp một ngày 500 chuồng mà ráp bằng máy.
lâu lắm, không chắc cứu bằng cái này. Tại bồ câu hiện đại gắn camera giám sát, sắp sửa hoàn thành. Đang bỏ vô 2.000 cặp, còn 3.000 cặp chưa bỏ. Máy này có 3 loại máy nha, một của Trung Quốc, 2 của Việt Nam, 3 là của Thái Lan. Thái Lan nó mắc xíu nhưng mà ráp nó không hư, chắc. Còn kẽm nó cuộn nhiều vòng. Rồi xong tắt máy. Mình ráp bằng hơi nha. Bên đây chuẩn bị làm một cái trại nữa. Bên đây đang làm một cái 5.000 nữa. Chuẩn bị dọn làm đây. Chuồng 60. Lúa mì mình ngâm lõi mọng lên về nè, nó mầm về mình mới chạy ăn cho chim bồ câu ăn nha. À, mầm vậy nè. Chim bồ câu ăn không bị tiêu chảy. Này mới vừa ngâm xong. Đây lúa mì nha. Lúa mì. Ngâm 2 ngày lên mọng luôn. Máy này hiện đại lắm, bấm kẽm thì dính, bấm vô tay không có dính như nhà tiếng lên.
máy trộn cám, máy trộn thức ăn. Chào em trai Nam, máy trộn thức ăn mỗi lần trộn 50 kg. Tạm biệt anh em nha.